Hi, chào các bạn, mình là Bảo Râu đến từ ZBC. Thì sắp tới đây thì mình sẽ tập trung làm vlog nhiều hơn như đã hứa với các bạn ha, và mình sẽ ra video đều đặn hơn, cũng như mình sẽ xuyên đi những cái event hơn. Thì thường thường ở những cái event về công nghệ đâu này kia thì đa số những cái thông tin thì mình cũng đã được nắm trước một phần rồi. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ đi để có thể nắm được hết những cái ý của nội dung của những cái sự kiện, và thông qua đó thì mình có thể chia sẻ lại cho các bạn những cái quan điểm, những cái góc nhìn của mình. Thì hôm nay mình đi một cái sự kiện của Huawei, những cái giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ SMB, hình như là SME nữa, không phải là SMB. Thì nói về Huawei thì chúng ta sẽ hình dung ra được ngay đó là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc, hay một cái tập đoàn công nghệ rất là lớn, và sản phẩm nó bán rất là nhiều. Đặc biệt thì Huawei nó có một cái mối quan hệ mật thiết, gọi là khá là khăng khít ở những cái quốc gia đang phát triển, vân vân. Về những cái hạ tầng này kia thì Huawei nó trang bị rất là nhiều, bên mảng viễn thông 3G, 4G công nghệ vân vân. Về cái mảng vô tuyến rồi kia cũng có rất là nhiều cái dấu chân của Huawei. Mấy con server của Huawei thì mình cũng đã gặp rồi, cả SSD của Huawei mình cũng đã có. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi với bạn camera ha. Và đây mình sẽ có một cái mic không dây thì mình sẽ chuẩn bị trước luôn, bởi vì lát nữa qua kia thì nó hơi lập chụp. Cái này thì đeo lên rồi móc nó vô. Còn này thì nó có cái gài đây thôi, thì mình sẽ gài luôn phía trước vậy đó. Vậy thì mình lát nữa mình ngồi thì cũng sao. Thì cái mũi mình sẽ đeo ngược lại vì cái đầu băng tay cho nó xuôi cái chiều luôn. Mình thấy họ mời là tới tận 4 5 tiếng lận á. Thì mình cũng chưa biết là cái ở ngoài đó họ có trưng bày những cái sản phẩm về về phần cứng không, hay là chỉ chuyên sâu những cái giải pháp về phần mềm, về quản trị, và không biết là có những cái gì mà nó liên quan đến cái mảng máy tính không, hay là nó chỉ liên quan tới cái mảng viễn thông. Rồi cũng không biết là có những cái sản phẩm nào mà phù hợp với khách hàng lẻ, hay là những cái studio, hay là những cái team nhỏ nhỏ không, hay là chỉ là cho những cái doanh nghiệp thôi. Thì mình cũng ok đi thử cho biết ha. Nghe nói thì cũng có nhiều thứ rất là hay ho, thì ok mình cũng sẽ đi trải nghiệm thôi. Như vậy let's go. Ok, thì đây là cái thư mời ha, đây là của Huawei SME Solution, tức là Small to Medium Enterprise Solution, tức là những giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái mảng Enterprise thì thường thường nó sẽ dính chung với server, switch, hoặc là cả cái gói phần mềm, hoặc là firewall security, những cái gói về an toàn bảo mật, rồi những cái hệ thống quản trị dữ liệu vân vân vân. Nói chung là tất cả những cái gì mà để phục vụ và vận cho cái hệ thống hạ tầng network của doanh nghiệp. Sáng này đúng không? Dạ. Giờ cái hội thảo nó mới bắt đầu. Vào tầm khoảng 4 giờ hơn ạ. 4 giờ hơn. Anh để làm gì? Để mình quay vòng quay bán hàng lấy quà. Cái này game là chơi cả chắc chắn chúng. Quét là xong quá hả? Cái này là mình like fanpage, là mình được một lần quay, nếu mà mình quét thêm hai mét nữa là được hai lần quay. Không, anh quay một lần thôi. Cho xin, cho xin một lượt nha. Anh nhận nha. Dạ. Không. Anh có quay thêm mã lần nữa. Thôi được rồi, được rồi, cảm ơn. Anh sẽ đi trải nghiệm sản phẩm này. Ok. Trong khoảng 4 rưỡi ở trong này sẽ. Còn mấy cái sản phẩm chính là nó nằm vòng vòng ở ngoài sảnh ngoài này hết hả? Mà chắc là giải pháp là chính đúng không? Chứ còn là. Bao gồm cả giải pháp lẫn thiết bị luôn.
cho các cái bạn SMB rồi, thì ra được cái mini SIM card. Nhưng mà bên cái mạng viễn thông là chính, hay là bên cái mạng hạ tầng dành cho doanh nghiệp mà ví dụ như về network này kia? Vâng, đúng rồi đấy. Cho doanh nghiệp á. Xong cả toàn bộ bên em cũng kiểu là phần mềm bảo mật này nọ. Nhưng mà bên Elite của em phân phối cái gì trong cái hệ sinh thái này? Đấy, phân phối thiết bị mạng Huawei này. Xong bên nhà em cũng có cả tích hợp cả về phần bảo mật nữa. Nhưng cái này là chắc có một cái đội khác chuyên chuyên làm. Cái đội đó ở Việt Nam mình luôn hay là bên Việt Nam mình luôn ạ? Ok. Còn như bên nhà em là đại diện hãng luôn. Mấy cái switch đồ này kia thì bên em đây, bên có để trưng bày hết đây này. Đều tất cả những mã này đều đang về hàng rồi đây này. Mấy cái switch 10 gig đó thì bên mình có phổ biến chưa? Tức là mình trước giờ mình có bán nhiều không? Không, đây là lần đầu tiên ra mắt tại đây mà. Tức là Gbon ở đây mà. Không, tức là những cái sản phẩm của Huawei trước đây là mình đã được phân phối ở bởi Elite chưa, hay là bây giờ mới bắt đầu? Dạ, bây giờ mới bắt đầu. Bây giờ mới bắt đầu. Ok. Nhưng mà trước đây thì ở Việt Nam này có nhà phân phối Huawei nào trước đây không? Chưa. Vâng. Chắc hả? Chắc luôn. Cái Huawei thì nó nổi tiếng xưa giờ rồi, nó cũng điện thoại chính ở bên Mỹ rồi. Bây giờ nó về bên mảng viễn thông mình xài đồ Huawei nhiều lắm á. Vâng. Bên Viettel á. Được teo xài, thấy mấy con server, mấy cái giải pháp, mấy cái trạm phát sóng 3G, 4G, mấy cái hệ thống chuyển đổi đồ này kia đó. Thì trước đây thì thấy cũng có nhiều. Ok, S10, S380, S110. Trăm mượn. Từ từ sẽ làm full bộ hết toàn bộ cấp. Một cái nữa. Bên anh hỏi gì, bên mình cái còn tò switch đó, còn một liền 40GB 4 cộng, còn ở dưới 24 bộ 10GB. Đúng, 24 bộ 10. Cái dòng đấy thì nó không phải dòng SMG, cái dòng đấy là cái dòng Enterprise và cái dòng đấy bên em có. Nếu mà có sẵn chưa hay là phải chờ đặt hàng? Chắc là phải chờ đặt hàng. Thường thì thời gian đặt hàng bên mình sẽ mất khoảng bao lâu? Thường thì từ 6 đến 8 tuần. Tức là ngoài mấy cái chân ở cái cụm này thì còn ở đâu nữa không? Hết rồi đúng không? Vậy chắc là họ giới thiệu về mấy cái giải pháp là chính, chứ còn về sản phẩm này nó lại không có gì hết. Thật ra anh nghĩ nó cũng không hẳn là lớn đâu, bởi vì thật ra mấy cái nhu cầu về những cái switch 10GB thì nó đã phổ biến nhiều năm nay rồi. Thì bắt đầu trên thế giới người ta bắt đầu người ta chạy lên 25GB với 40GB rồi. Mình 10GB bây giờ bắt đầu nó là giống như là hàng thứ cấp, hàng người ta bắt đầu người ta thải ra nhiều rồi. Cho nên là nói về cái việc mà 10GB mà mình ship nó vào cái nhóm giống là nhóm Enterprise, và cái nhóm gọi là cao cấp quá, hay là doanh nghiệp lớn, hay là những cái quy mô lớn quá, thì nó lại không có đúng. Bởi vì đúng rồi, thì tức là cái sản phẩm đó nó phải nằm trong cái nhóm này luôn, bởi vì nó là cái nhu cầu hiện hữu của rất là nhiều cái end user hiện nay. Như bây giờ một cái team làm media nhỏ nhỏ 5-7 người thì người ta cũng phải cần có cái switch 10GB rồi. Đúng không? Thì tức là ví dụ như bây giờ những cái nhu cầu lưu trữ về dữ liệu lớn, rồi những cái video, những cái phim quay bằng độ phân giải 4K, rồi quay RAW chất lượng cao vân vân, mà tức là mọi người bây giờ là người ta cần một cái hệ thống mà hạ tầng network nó đủ nhanh để cho cái việc là lưu di chuyển file nó nhanh. Cho nên là cái switch 10GB thì gần như bây giờ là những cái team media mà vừa 5-7 người là khách bên bảo là gần như là người ta đều trang bị hết rồi. Thì hiện tại thì Việt Nam mình nó cũng gọi là cũng chưa có nhiều sản phẩm ngoài thị trường, bởi vì là cái nhà phân phối và cái hãng á, tức là họ ship cái nhóm sản phẩm đó nó hơi sai, với là người ta ship nó vào cái nhóm cao cấp quá, tức là người ta nghĩ là người ta nghĩ là cái sản phẩm đó nó phải dành cho một cái doanh nghiệp lớn, hay là làm core switch, hay là của một cái hệ thống rất là to, rất là bự, nhưng mà không phải như vậy. Ví dụ như cái số lượng bọt nó lớn thì có thể là đúng,
Nhưng mà những cái switch giống như là 8 bọt, 12 bọt và 24 bọt 10 gig thì phải chừng 3 năm trở lại đây bắt đầu là nó đã rất là phổ biến. Bởi vì ví dụ như giờ mình nói ví dụ như một cái con Netgear đi, một cái con Netgear 24 bọt đi, giá bữa nay nó khoảng 1.700 cho tới 2.000, tức là nhập về Việt Nam VT này các kiểu nó khoảng 50-60 triệu, thì cái đó là nó nhu cầu rất là lớn. Còn cái mấy cái con switch mà 12 gig là còn bán còn nhiều hơn nữa, gần như là bây giờ cái team media nào là người ta cũng xài hết trơn á, rất rất là đông luôn đó. Thì anh nghĩ là cái việc đó giống như là mình định hình cái sản phẩm ở một cái phân khúc nó cao quá, nên là mình không mang nó về thị trường, mình không giới thiệu cho khách hàng, thì mình nghĩ là mình đang bị bỏ sót một cái tiệm khách. Còn ví dụ như mình nói trước đây là đúng là những cái switch 10 gig này kia thì mình nó dạng như là core rồi đúng không, tức là mình nó nằm ở cái lớp trên rồi thì thường thường là mấy doanh nghiệp lớn này kia cái lượng data nó, nhưng mà cái đó là cái chuyện hồi xưa. Bây giờ em thấy là rõ ràng là cái lượng data bây giờ nó phình rất là nhanh, và cái file bây giờ nó cũng rất là nặng, nhất là bên cái mảng media, mà cụ thể là bên mấy bên làm phim. Thậm chí bây giờ cái bức ảnh mình chụp bây giờ là một cái tấm ảnh bây giờ nó có thể nó là vài chục mê hoặc là 100 mấy chục mê một tấm á, nó không còn ví dụ như mấy cái anh chị mà chụp chuyên nghiệp bằng mấy cái máy lớn chụp một cái tấm ra là cả 100 mê là cái chuyện đó rất là bình thường, đúng không? Thì tức là cái việc là họ gần như là cái switch 1 gig bây giờ nó không còn phù hợp nữa rồi. Đó. Ok. Đây anh em bảo. Biết nhau biết nhau nhiều rồi nhưng mà sợ anh không nhớ mình ơi. À không nhớ thiệt đó, xin lỗi. Lúc trước nhập cho anh cái con Asus 8 cái SC 8000 đúng không? Đó. Rồi ok nhớ rồi. Nói chung là lần đó cũng chạy chợt nhưng mà cũng ok, bây giờ đang cái con Fusion đúng không? Fusion là sản phẩm của mình cũng đang phụ trách luôn. Hôm trước mà em gửi cho anh cái thì nó bị vướng là nó đang chạy con Gen 3 đó, thì nó kiểu như nó hơi out trend một xíu thì Gen 3 CPU phải không? Đúng rồi, Gen 3 CPU. Thì Gen 4 thì do là nó cũng gọi là mới, nó mới đây thôi. Thì thực ra thì nhưng mà vấn đề là bây giờ giống như là bây giờ người ta mới là bắt đầu là ray lên một cái plan để mà set up như vậy, và thật ra là để chốt nó vấn đề không, nhiều khi là phải 5-7 tháng sau á, thì tức là nếu mà 5-7 tháng sau thì cái vấn đề lúc đó cái Gen 4 á, có nghĩa là mình sẽ lấy cái option đấy nhưng mà là con đầu họa nó sẽ là con khác chứ không phải là cái con đó. Nhưng mà tức là bên Infusion là họ đóng cứng cái speed vô, hay là họ sẽ cho khách hàng tùy chọn, thí dụ như là cái speed anh gửi cho em đi, thí dụ như người ta không chạy A6000 mà người ta muốn chạy A6000 ADA thì sao? Nó sẽ có một cái range, những cái dòng để mà nó có thể hỗ trợ được trong cái khoảng nào với khoảng nào, thì đó chắc mình phải đọc lại cái tài liệu coi nó sẽ hỗ trợ được tối đa trong những cái dòng chip nào, kiểu như vậy đó, chứ nó không fit cứng. Nó không fit, nhưng mà chủ yếu là cái đây mình quan tâm cái vấn đề về cái cụm nguồn, bởi vì thí dụ như nó sẽ limit cái TDP của mỗi một cái card, là thí dụ như là 300W, 350W, hay là nó có thể up lên up to 450W chẳng hạn. Bởi vì những cái con sau này thì nó điện nó nhiều hơn xíu vậy đó. Thật ra thì nó sẽ có cái dòng mới của V7 đó, nhưng mà để mình check lại. Tức là có thể là nếu như họ bán cái con V7 thì họ sẽ option họ sẽ require cho mình, yêu cầu mình build cái con GPU nó mạnh, cũng như là cái đời tương, cao cái hơn. Đời tương ứng với cái dòng chip. Chắc có thể là nó sẽ chạy con V7, nó sẽ chạy con ADI. V6 thì nó chỉ là cái đó thôi, nó không có cái bản CPU kia. Ok em hiểu rồi. Trong cái trang web này thì nó sẽ có cái trang web của hãng á. Có, em có lên em có lên web em coi rồi. Trong mấy cái dòng mà nó cái dòng server mà chuyên về đồ họa. Nó có một cái series rất là dài, nhiều lắm. Còn nếu mà dòng chip Gen 4 á là nó mới. Thì bữa em có lên web em coi đó, nhưng mà có vẻ là họ chưa có ra mắt con V7 đâu. Em nghĩ là chắc cũng vài tháng. Dạ, Gen 4. Em nghĩ là cái câu chuyện nó sẽ bị lẫn quẩn như vậy nè. Giống như bên Bảo đi. Thật ra bây giờ mình đâu biết khi nào khách mua đâu, đúng không? Bây giờ nếu mà mình không stock hàng sẵn thì người ta cần, thật ra là cái thời gian mà chờ đặt hàng từ 6 đến 8 tuần là nó quá lâu so với cái khả năng vận hành của cái việc lưng chuyển hàng hóa bây giờ. Ví dụ như em ship hàng bên Mỹ về 2 tuần là có rồi, em có thể khai hải quan, em đóng thuế VAT đồ này kia bình thường hết luôn. Nhưng mà
cái vấn đề là khách hàng á, những cái khách hàng nhỏ lẻ người ta không có một cái kế hoạch cụ thể cho cái việc mua sắm, tức là cái nhu cầu nó phát sinh là người ta mua xong rồi người ta mới chạy đi vòng vòng, người ta hỏi là không có thì lúc đó người ta buộc người ta mua hàng sách tay. Cái quan trọng đây là mà Bảo nghĩ tức là nhà phân phối Việt Nam mình hiện tại là chưa có cái đội sale hiểu được cái nhu cầu khách hàng, rồi có cái đội sale hiểu rồi nhưng mà người ta không tiếp cận được cái tiệp khách hàng đó, đối tác. Đúng rồi. Tại buổi hội thảo Launching Huawei SME Solution, lễ ra mắt các sản phẩm giải pháp của SMEs của Huawei tại Việt Nam. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho công ty Huawei Việt Nam và công ty cổ phần công nghệ Elix xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và chào mừng Nông Nghiệp. Từ năm 1987 với sứ mệnh là mang công nghệ số tới cho mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức để tạo ra một thế giới kết nối thông minh hoàn hảo. Và một trong những điểm mạnh của Huawei là lần đầu tiên Huawei đã áp dụng công nghệ Zigbee, là công nghệ chuyên áp dụng đối với Enterprise vào mạng SME. Và chúng tôi hy vọng rằng Mini Zigbee hiện tại tính là sản phẩm chiến lược thì chúng tôi áp dụng công nghệ Zigbee mạnh nhất trong trường hợp mà khách hàng mà quy mô lớn, chẳng hạn có 700 user hoặc là 1.000 user, hoặc là có nhu cầu để thiết lập những cái mạng VPN như IPsec hoặc là những mạng MPLS đi về các cái hội sở hoặc là chữa các chi nhánh lại nhau, thì người ta có thể dùng là thiết bị router chuyên dụng và thiết bị là AR720. Ok, thì các bạn thì hôm nay thì Huawei sẽ làm một cái buổi lễ là ra mắt những cái giải pháp, những cái sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên là hôm nay họ tập trung vào cái phần giới thiệu chứ không có tập trung vào cái phần đó là trưng bày sản phẩm phần cứng, mà họ chỉ để một vài cái switch rồi mấy cái router rồi mấy cái firewall này kia thôi. Thì cái buổi chính của cái ngày hôm nay là cái lễ ra mắt và giới thiệu về cái nhà phân phối. Thì Elix sẽ là nhà phân phối chính thức. Và hình như gần như là giống như lúc nãy mình hỏi đó, là nhà phân phối đầu tiên ở Việt Nam, nhà phân phối những sản phẩm Huawei. Và tất cả những cái giải sản phẩm thì các bạn có thể coi trên trang chủ và có thể đặt hàng thông qua nhà phân phối Elix ha. Còn mình thì mình chỉ quan tâm thứ nhất đó là về những cái switch, cái switch 10G của Huawei. Cái thứ hai đó là mình sẽ quan tâm tới những cái con server mà chạy GPU. Thì mình cũng có đang, mình đang có cái đơn đặt hàng là mình đang muốn load những cái con cái con server chạy 8 card này nè. Nó thì mình đang muốn chạy, mình đang muốn mua cái con V7 nhưng mà nó chưa ra mắt. Thì nó không có trong cái catalog này. Tuy nhiên thì cái Huawei này thì chúng ta có thể là mình có thể khẳng định rằng là những cái sản phẩm của Huawei nó cái chất lượng nó cũng rất là ok. Cho nên là các bạn có thể cân nhắc về cái việc là lựa chọn nó. Thì hiện tại thì trên thị trường thì cũng chỉ loanh quanh thì chỉ có vài nhà cung cấp phần cứng thôi. Thì nó cũng không có xa lạ lắm đâu. Thì các bạn có thể tham khảo ha. Thì chủ yếu vẫn là về cái phần xương sống của doanh nghiệp thôi, tức là cái phần network thôi. Router, rồi tường lửa, rồi firewall, rồi mấy cái modem, rồi cái converter.